kiểu có đường tình ái khỏi điều tà dâm, lấy tình thâm trả nghĩa thâm, bán mình đã động hiếu tâm đến trời. Khi mai trời cũng chiều người, giải tôi nghiệp trước đền bồi duyên sau, giác duyên dù nhớ nghĩa nhau, tiền đường thả một bè lao suốt người. Dặn cho biết là nếu mà bà muốn cứu đó thì bà ráng bà xuống như sông tiền đường đó, bà đợi tới lúc mà cổ tới đó rồi giết cổ, và giết được cổ. Thì câu chuyện nó xảy ra là khi Từ Hải thua trận, Hồ Tôn Hiến bắt Thúy Kiều hầu rượu, rồi cuối cùng lại gả cho Thổ Quan. Thì tới lúc đó Thúy Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường luôn. Thì khi nhảy xuống sông Tiền Đường như vậy đó, thì Thúy Kiều, bà giải giác duyên, đã thuê năm ngư phủ, hai người, thuê năm là thuê trọn năm cho các anh, hai anh ngư phủ đó xuống đón ở dưới sông Tiền Đường, và vớt được nàng Thúy Kiều. Đấy. Và cho về ở cái Chiêu Ẩn Am. Trở lại chuyện Kim Trọng. Sau khi thọ tang xong rồi trở về thì cũng tan nát hết rồi. Hỏi ông Mắt Tụng Đình, hỏi nàng đã bán mình chuộc cha thì anh thua luôn rồi. Thì mới mò đi kiếm cái gia đình của Thúy Kiều. Thì bây giờ cái gia đình đã sa sút, anh Dương Quang thì đi giết mướn, cô Thúy Vân thì đi mai thuê. Tất cả những chuyện đó, cái buồn đau đó, gia đình thì anh cứu, anh vớt lên. Anh vớt lên. Và nghe cái lời nhắn của Thúy Kiều để lại mà ông bà nói với Kim Trọng, thì Kim Trọng cưới Thúy Vân. Cưới Thúy Vân để mà thay Thúy Kiều. Thì may mắn là hai anh đều trong cái lúc mà khá đều học giỏi cả. Đều học giỏi hết. Thì khi học giỏi như vậy là thi đậu cùng một khoa và được bổ đi làm quan. Và khi bổ đi làm quan đó, thì khi mà Mã Giám Sinh tới, gia đình hỏi nhà anh ở đâu mà anh đi lỡ anh mua con gái nhà tôi đó, thì hỏi tên là Mã Giám Sinh, hỏi quê là huyện Lâm Thanh, cũng gần Lâm Thanh. Anh nói quê Lâm Thanh thì ở Bắc Kinh, một cái gia đình của Thúy Kiều cũng gia đình ở Bắc Kinh, thì huyện Lâm Thanh thì cũng gần đó thôi. Nhưng mà thực sự đó, anh dẫn Thúy Kiều đưa cho Thúy bà, cho Tú bà ở tại một cái thành phố gọi là Lâm Truy. Trong sách có chữ viết là Lâm Truy. Hai cái thành phố khác nhau cho nên tìm hoài không có được. Tìm hoài không thể tìm được. Nhưng tới cuối cùng á, thì may mắn hỏi thăm thì có người biết cái chuyện gia đình á, nếu cần biết thì kiếm giải giác duyên mà hỏi. Thì lúc đó đó, cái thành phố Châu Thai đó, ở trên đó, khi mà anh Kim Trọng đậu rất là cao, làm chức quan cao, thì từ đó mới đi được bổ nhậm đi xuống dưới cái vùng miền Nam tỉnh Phúc Kiến. Thì anh đi ngang tỉnh Phúc Kiến đó, đó đi tìm Thúy Kiều, thì tới sông Tiền Đường thì người ta chỉ là anh làm sao anh tìm được cô giải giác duyên, thì biết được Thúy Kiều ở đâu, tìm đến thì biết ở đâu, thì tìm giải giác duyên. Thì lúc đó đó, giác duyên đã rước Thúy Kiều từ sông Tiền Đường lên đó, để trong am và nuôi với nhau tu ở trong cái am gọi là Chiêu Ẩn Am. Thì gia đình sum họp với nhau, gia đình sum họp rồi thì tất cả đem về, thì anh Kim Trọng mừng còn hơn ai hết, thì em mới năn nỉ Thúy Kiều và giả lại đó là lời dặn cũ mà ảnh đã nói khi ảnh cưới Thúy Vân đó. Ảnh đã nói với ông cụ, bà cụ anh khai hết là những cái vật mà trao với nhau ngày trước tôi còn giữ ở đây, và Thúy Kiều với tôi là như là vợ chồng. Thì ông bà cũng ép Thúy Kiều là phải
lấy đi, bởi vì hai chị em mà lấy một con chồng thì cũng không có sao cả. Thì mới làm đám cưới đàng hoàng đấy. Cho nên nhiều người đọc truyện Kiều lầm, cứ tưởng là Thúy Kiều trở lại với Kim Trọng. Ngay ở cái diện việc học này, khi trước nói về Thúy Kiều, Kim Ngân nhớ có một cô sinh viên cô hỏi là Thúy Kiều có phải trở lại mà lấy lại Kim Trọng hay không đó. Thì tôi có trả lời rằng là Thúy Kiều, quý vị, chúng tôi gần hết thì giờ, nhưng mà quý vị cứ đọc lại cái đoạn này đó, mới thấy là một cái đoạn tỏa đối thoại tuyệt vời mà cô Thúy Kiều nói để cho đã làm động phòng qua chút rồi đấy. Màn trướng dựng lên rồi, làm hai người ở trong phòng rồi, mà Thúy Kiều nói với anh Kim Trọng, thì chàng Kim Trọng mà gặp lại Thúy Kiều là như là nghĩa là mừng là không kể. Thì thấy rằng bây giờ đó, cô về thì một chị một em thì xong rồi, đâu có gì đâu, cả gia đình đều chịu, ba má đều làm. Nhưng mà Thúy Kiều dùng những lời lẽ ở đây tôi không đọc cho quý vị, quý vị giờ đọc lại thấy cái đoạn đó đó, mới thấy là Thúy Kiều giỏi như thế nào mà thuyết phục được anh chàng Kim Trọng này giải tất cả những cái tham muốn của nhục dục, mà coi với nhau đem tình cầm sắt đổi ra cầm kim. Rất là hay, rất là hay. Bởi vì còn phải đi tới cái kết luận của Nguyễn Du, cho nên tôi không đọc cái đoạn này cho quý vị. Tôi chỉ nhân cơ hội này để nhắc lại là cái chuyện Thúy Kiều này nó đến cho chúng ta đó. Tôi phải nhắc một người. Tôi nghĩ rằng ai nấy đều nói chuyện Kiều nó hay quá như vậy, nó đẹp quá như vậy, mà mình nghĩ là văn chương Việt Nam có cái nào hay cỡ đó hay không ta? Tôi xin thưa với quý vị là có, nhưng mà không dài hơi như vậy. Cái này giáp Việt Nam là không có, có dài hơi như vậy. Để chứng minh, tôi sẽ chọn hai bài thơ của hai thi sĩ đương đại để tôi thấy là văn học Việt Nam đi vào lòng người như thế nào. Và Nguyễn Du đã khởi sự cho cái chuyện đưa văn học làm một cái khối lớn, cái vốn quý của dân tộc Việt Nam. Tôi so sánh hai chuyện. Cái thời Lê Mạc, Nguyễn Du chạy đó giống như cái thời của chúng ta, cái thời có một cuộc loạn ly đổi đời. Tôi chọn hai bài thơ, một của một nhà sư và một là một thi sĩ đương đại, để tôi so sánh, để thấy rằng văn chương Việt Nam nó hơn cái mà chúng ta tưởng. Nếu chúng ta không đi tuyệt sâu vào những cái như giáo sư Trần Quý Bích nói trước, tức là cái sự khác nhau giữa văn hóa Tàu và văn hóa Việt Nam, và cái mà ông Ngô Nhân Dụng ông đặt ra là tại làm sao mà nước Việt Nam còn tồn tại sau 1000 năm đô hộ. Cái đó, đó là cái hồn Việt Nam mà văn chương Việt Nam, văn học Việt Nam giữ một địa vị vô cùng quan trọng như vậy. Tôi sẽ đọc bài thơ của một nhà thơ nói về cái cảnh sống giống như cái cảnh loạn lạc của thời Lê Mạc, mà đó là cái thời của chúng ta đang sống. Đó là bài thơ mang tên là Tôi Vẫn Đợi. Tôi vẫn đợi những đêm xanh khoác khoải, màu xanh sao trong tiếng khóc ven rừng, trong bóng tối hận thù tha thiết mãi, một vì sao bên khóe miệng rưng rưng. Tôi vẫn đợi những đêm đen lặng gió, màu đen quyền ánh mắt tự ngàn xưa, nhìn hung hút cho dài thêm lịch sử, dài con sông tràn máu lệ quê cha. Tôi vẫn đợi suốt đời quên sóng vỗ, quên những người xuôi ngược Thái Bình Dương, người ở lại với bàn tay bảo chúa cổng lao gầy, triểu nặng bóng tà dương. Rồi trước mắt ngục tù thân bé bỏng, ngón tay nào gõ nhịp xuống thềm rêu,
rồi khép lại hàng mi vào cõi mộng như sương mai, như bóng chốc mây chiều. Thưa quý vị, đó là bài thơ của một nhà sư ở tù, bị giam và gần bị xử tử. Đó là hòa thượng Tuệ Sĩ vẫn âm thầm nhớ tới cái đau thương của dân tộc, vẫn nhớ tới những người trôi dạt Thái Bình Dương, và vẫn khổ như thềm rêu để nhớ cái thân phận của dân tộc của mình. Có dân chương Việt Nam có những cái đó. Tôi đọc thêm một bài thơ nữa mà tôi coi là hay để quý vị. Đây là của Hòa thượng Tuệ Sĩ. Đây là một nhà thơ ở tù cải tạo 10 năm. Bài dài, tôi sẽ chọn một vài câu để cho quý vị thấy được cái tâm tình. Và cái cách tôi chọn đó là tôi chọn những cái bài thơ không hận thù, không oán trách, biết thân phận của đất nước, cộng nghiệp của đất nước, biệt nghiệp của mình như thế nào. Ta về một bóng trên đường lớn, thơ chẳng ai đề vạt áo phai, sao bỗng nghe đau mềm phế phủ, 10 năm đã cũng ngậm ngùi thay. Vĩnh biệt ta 10 năm chết giấc, chốn rừng thiên im tiếng ngàn thu, 10 năm mặt chạm xoay khe nước, ta quá thân thành vượng khổ sơn. Ta về qua những truông cùng phá, nếp trắng nếp trắng nhăn đùa ngọn gió mây, ta ngẩn ngơ trong trời đất cũ, nghe tàn các buổi tháng năm nay. Ta về như bóng chim qua trễ, cho vội vàng thêm gió cuối mùa, ai đứng trong vời mây nước đó, ngàn năm râu tóc bạc phơ phơ. Ta về cuối mái đầu sương điểm, nghe nặng từ tâm lượng đất trời, cảm ơn qua đã vì ta nở, thế giới vui từ nỗi lẻ loi. Ta về như lá rơi về cội, bếp lửa nhân quần ấm tối nay, chút rượu hồng đây xin rưới xuống, giải quan cho cuộc biển dâu này. Ta về như hạt sương trên cỏ, kết tụ sầu nhân thế chuyển đời, bé bỏng cũng là sinh dị diệt, tội tình chi lắm nửa người ơi. Ta về như sợi tơ trời nắng, chấp chới trôi buồn với nắng hanh, ai gọi ai đi ngoài cõi vắng, phải ôi vàng đá nhắm quan sang. Ta về như tứ thơ siêu tán, trong cõi quang đường trắng lãng quên, nhà cũ mừng còn nguyên gói gạch, nhện dâng khói ám ngối sông nền. Ta về như giấc mơ thần bí, tuổi nhỏ đi tìm những tối vui, trăng sáng lưu hồn ta vết phỏng, trọn đời nỗi nhớ sống không nguôi. Ta về như nước tàu khe chảy, tinh đẩu 10 năm luống nhạt mờ, thân thích những ai giờ đã khuất, cõi đời nghe trống trải hơn xưa. Ta về như bóng ma hờn tuổi, lục lõi thời gian kiếm chính mình, ta nhặt mà thương từng phế liệu, như từng hài cốt sắp vô danh. Một người tù cải tạo 10 năm đi về, cái mà tôi chọn cái bài thơ, một nhà sư, một người đi học tập, bị giam cầm, về trong cảnh đó không một cái lời than khóc, không một lời trách móc hay chửi bới nặng nề, chỉ là cái tâm tình của một con dân đất nước trong một hoàn cảnh nào đó của đất nước, bị chìm đắm trong những cái đau thương dân tộc phải chịu với nhau. Nguyễn Du nói về truyện Kiều là một thân phận, nhà tu Tuệ Sĩ là một thân phận khác, nhà thơ Tô Thùy Yên cũng là một thân phận, và mỗi chúng ta
đều là những thân phận trong cái cuộc sống phù du này. Coi nhau như những cái tình. Tôi trở lại một nhân vật mà khi nhắc truyện Kiều tôi không thể quên. Đó là cụ Phạm Huy Thích. Trước khi mà kết luận cái bài này, tôi nhắc tới cậu Phạm Huy Thích là bởi vì cụ là bạn thân với Nguyễn Du, bạn dông niên. Và khi cụ Nguyễn Du viết cái bản đầu tiên của đoạn Trường Tân Thanh đó, cụ Nguyễn Du giao cho cụ Phạm Huy Thích. Giao cho cụ Phạm Huy Thích. Và cụ Phạm Huy Thích đã đem in lại. Nếu không có cụ Phạm Huy Thích là tôi e rằng không có đoạn Trường Tân Thanh. Có những dòng chương nó bị mất như vậy. Cụ Phạm Huy Thích chẳng những đem in cái cuốn của cụ Nguyễn Du mà còn làm một cái bài tổng luận. Còn làm cái bài tổng luận để nói về truyện Kiều. Và nếu quý vị coi cái bài tổng luận đó, quý vị khỏi cần nghe tôi nói từ giờ hơn 2 tiếng đồng hồ. Cụ đem in cái cuốn sách rồi, cụ về cụ viết cái tổng luận để giới thiệu cái truyện Kiều đến với quần chúng. Tiếng sóng tìm đường chẳng rửa quang, phong ba chưa dứt nghiệp hồng nhan, lòng tơ còn vướng chàng kim trọng, gót ngọc không đành trốn thủy quan. Nửa gối đoạn Trường tan giấc điệp, một thiên bạc mệnh dứt cầm loan, cho hai những kẻ tài tình lắm, trời bắt làm gương để thế gian. Đó là bài tổng luận của cụ Phạm Huy Thích nhìn truyện Kiều. Và tôi nghĩ chắc chắn là cụ nói trong 8 câu thơ hay hơn tôi nói hơn 2 giờ đồng hồ về truyện Kiều và tóm tắt được tất cả truyện Kiều. Tôi xin đi vào đoạn kết. Tôi xin đi vào truyện đoạn kết. Đoạn kết của truyện Kiều. Cụ Nguyễn Du viết có 14 câu. Mà trong 12 câu đó đã nói rõ cho chúng ta về cái kiếp nhân sinh. Nhẹ nhàng lắm quý vị. Cứ về đọc cuối truyện Kiều quý vị thấy. Ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phận thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mạng dồi dào cả hai, đảo cái luận đề ban đầu. Sau khi trình bày tất cả cái cuộc nhân sinh rồi, đảo lại cái ban đầu. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mạng dồi dào cả hai, có tài mà cậy chi tài, chữ tài cùng chứ chữ tài một vật. Đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Có mười mấy câu thôi, 12 câu. Gom lại tất cả 3.254 trăm của câu Kiều vào cái đó. Và quý vị thấy là nếu chúng ta tinh ý một chút á, chúng ta sẽ thấy Nguyễn Du không có ở không mà tả những cái chuyện của cuộc đời. Ngài dùng thơ, và khi tôi đọc hai bài thơ của hai thi sĩ đương đại này đó, tôi nhận ra một điều rằng ngôn ngữ và văn tự là vốn quý nhất của nhân loại. Đối với dân Việt Nam, ngôn ngữ đi trước, văn tự đi sau. Nhưng mà quý vị thấy đó, những nhà văn, những nhà thơ, những tác giả lớn đó,
họ có thể họ trở thành những phù thủy của văn tự. Và đưa những cái văn thơ đó như Nguyễn Du đã làm vào lòng người, vào lòng dân tộc và vào lòng thế giới. Cái cách mà tôi trình bày về văn học tôi thấy là nhiều lắm. Chế Trưởng Kiều, chính Phạm Duy, còn phải viết "Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, mẹ hiền ru những câu xa vời, họ hơi tiếng ru muôn đời. Tôi yêu tiếng Truyện Kiều, yêu như tiếng sáo diều làng tôi." Lục bát của Nguyễn Du nó ẩn ở trong cái lục bát của dân tộc. Trâu ơi, ta bảo trâu cày, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta, cấy cày vốn dịp năm gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công. Khi nào cây lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Cái tánh nhân bản của Nguyễn Du là ở chỗ đó, nằm trong cái khuôn khổ của lục bát của dân tộc. Ông chuyển thành một tác phẩm đưa người ta vào cái cuộc sống của nhân sinh. Và trong cái mà cụ Nguyễn Du viết trong 12 câu kết của cụ, tôi thấy rõ ràng, và tôi nghĩ là quý vị thấy rõ ràng rằng Nguyễn Du không phải chỉ là một nhà nho thuần tí. Nguyễn Du là một nhà Phật học lỗi lạc. Ông nêu cái nghiệp và nhân quả, ông nói tới đó thôi. Ông nêu cái kiếp sống của con người và cái duyên, cái nghiệp nó đưa đẩy con người cách thế nào, và tới lúc nào mình có thể mình gỡ ra cái duyên, cái nghiệp đó. Mỗi chúng sanh vào cái nghiệp của mình như thế nào và thấy cái duyên đó như thế nào. Và như vậy tam giáo của Việt Nam có toàn bộ trong Truyện Kiều. Tôi cảm đoàn cho quý vị, Nguyễn Du là một nhà nho rõ ràng. Ông lấy cái nhân nghĩa, lễ trí tín, cái lòng trinh tiết của người phụ nữ, cái tánh hào hùng của người thanh niên, cái lòng của cha mẹ, cái đức của con người, ông nói theo đạo nho. Ông cho chúng ta thấy khi mà ông nói ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân. Cái ông trời của Việt Nam đó, nó khác với cái ông trời tôn giáo. Tôi có thể nói với quý vị rằng đó, nếu nói bằng chữ đạo đó, thì Phật Lão Nho không phải là một tôn giáo theo như cách định nghĩa religion của người Tây Phương. Nó không phải là tôn giáo. Khi mà nói là một tôn giáo đó, thì nó phải có một vị giáo chủ và có những cái giáo thuyết mà người ta phải theo. Người ta gọi Phật Lão Nho là đạo, người ta dịch tạm là tôn giáo vậy thôi. Đó là những triết lý sống. Cái cách mà ông Phật là một ông thầy, không phải là một cái ông có thể ban phước giáng họa gì cho ai hết. Ông Lão Tử, chữ Nho đó, Lão Tử là thầy lão, Khổng Tử là thầy Khổng. Do vậy trong cái phối hợp của tam giáo Việt Nam đó, nó đưa con người tới một cái sống dung hợp. Mà tôi ca ngợi của Nguyễn Du không phải là sai đâu. Không phải cụ không biết đạo Phật, cụ không bao giờ nhắc cao tới cái Bát Nhã hay Kim Cang. Quý vị thấy, nói về lão, cụ chỉ đưa ra một cái bà đạo cô biết bói, biết rằng 5 năm nữa là bà sẽ gặp Thuyết Kiều ở nơi này, 5 năm nữa. Một cái hình ảnh sơ như vậy là chúng ta thấy được hình ảnh của một đạo cô. Rồi á, một cái hình ảnh nữa là
của Khổng Tử, mà chúng ta không bao giờ chúng ta thấy là cụ Nguyễn Du nói về Đạo Đức Kinh hay là Năng Hoa Kinh, không bao giờ nhắc những điều cao ở cái mức trung bình. Ông đi trung dung, và chính vì lẽ đó chuyện Kiều của Nguyễn Du đi vào lòng dân tộc một cách rất là êm đềm, rất là đẹp đẽ. Tôi xin kết luận bài này bằng một cái lời kết luận chuyện Kiều của một ông thầy cũ dạy Việt văn tôi ở trường Phan Thanh Giảng, giáo sư Phạm Thế Ngũ. Sau này ông viết cái cuốn Việt Nam Văn Học Sử Giảng Ước Tân Biên. Tôi nhớ nhờ thầy tôi dạy và tôi nói được chuyện Kiều của quý vị ở đây, và tôi cho cái cách nhìn để quý vị thấy lại những nhà nghiên cứu họ đã ca tụng chuyện Kiều như thế nào. Đây là lời của giáo sư Phạm Thế Ngũ. Tóm lại, văn Kiều đã thừa hưởng và chung hợp được những gì đáng giá hơn cả sau 4 thế kỷ học Hán và viết Nôm. Để kết luận về chuyện Kiều, chúng tôi chỉ muốn một lần nữa trở lại giai đoạn văn học sử để xác nhận giá trị tác phẩm của Nguyễn Du. Giữa chỗ quần phong sao trước, tác phẩm của Nguyễn Du đã thực hiện được một văn phẩm lỗi lạc từ cốt truyện đến nhân vật, tâm lý, tư tưởng, văn chương. Ông đã nhất thiết ra khỏi khuôn sáo của đồng loại và đồng thời. Nội dung phong phú, tư tưởng cao viễn, có thể hiến đề tài bàn luận cho người ta mãi mãi về sau. Nghệ thuật xảo diệu chứng tỏ tác giả đã ám hội được tất cả những kỹ thuật mà tới ngày nay chúng ta tiếp xúc với văn học Tây Phương mới có ý thức rõ ràng. Chúng ta càng thán phục thiên tài Nguyễn Du hơn nữa khi nghĩ rằng tiếng Việt vào thời của ông còn lỏng lẻo, mập mờ và đối tượng của nhiều khinh khi rẻ rúng. Vậy mà tác giả đã công phu thu thập giữa cái mớ bề bộn hồ đồ ấy và lượm được những châu ngọc sâu thành